Dạ xin mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Pháp Thái TV. Thì hôm nay Pháp Thái có dịp đến xã Hậu Mỹ Chinh của huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Thì lại đến chỗ vườn kiển của anh Thành Phương. Sẽ hôm nay anh đang mời những cô chú anh chị trong cái giới chơi cây kiển hoa mẫu đơn về đây để tổ chức một cái lễ giống như là ra mắt một cái giống mới. Và hiện tại cái dòng lá chung này mình hổm ngày mình đã nói rồi, thì hiện tại nó rất là phức tạp và nó dễ biến thể, nên hôm nay mình đến đây để mình giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn, những người yêu mẫu đơn trên mọi miền tổ quốc, về cái dòng mẫu đơn mới mà anh Thành Phương đã đem về. Thì hôm nay mình đến đây để mình chia sẻ. Vườn của anh Thành Phương hổm ngày thì đã khác rồi, những cái cây vàng hường và những cây mỹ vàng kia thì nó đã trống trong vườn rồi. Anh đã chia sẻ lại cho anh em, nhường lại cho anh em thì giao lưu với anh em. Thì như cô chú anh chị đã biết rồi, dòng mẫu đơn lá trung này thì là hiện tại là nó đang là một cái xu hướng của thị trường mẫu đơn. Thì đây là những cái gốc mà anh Thành Phương đã ghép cái phôi của cây hường sọc để cho cung cấp cho anh em. Đây là mỹ vàng, gốc mỹ vàng nha. Đó, mỹ vàng, cái củ rất là to. Thì hôm nay mình chia sẻ ở chỗ cái vườn của anh. Hôm nay anh đã sắp xếp lại và rất là ngăn nắp. Thì như những cái dòng đột biến, những cái dòng đang hot trên thị trường, ví dụ như mỹ vàng chanh, mỹ vàng nghệ, mỹ đỏ, kèm theo là hường sọc. Thì những cái gốc ở chỗ anh Thành Phương thì hôm nay mình xin giới thiệu, đó là một cái gốc này là lá trung, cái dòng hồng phấn lá trung. Nhưng mà hiện tại là nó cái hoa nó thì nó đang biến thể ra cái dòng này dòng mới, nhưng mà mình chưa bị xác định là dòng lá trung, nhưng mà mình chưa xác định là nó là cái hoa nó là tên gì. Thì hôm nay ở đây thì anh Thành Phương ngày hôm qua thì anh có nói là anh sẽ đặt là nữ hoàng cam sữa, nhưng mà từ thằng lá hồng phấn lá trung ra một cái màu mới. Thì cô chú anh chị sẽ xem cái mặt lá của nó và hoa của nó. Đây, lá là hồng phấn lá trung, nhưng mà hiện tại thì hoa nó nở cái một cái màu hồng kèm theo màu cam xen lẫn cái màu sữa vào nữa, thì nó làm tô thêm một cái màu giống như là rất là đặc biệt, rất là đặc trưng của cái dòng hoa mẫu đơn hiện tại. Thì ở cái vườn của anh có hai gốc và đang sẽ ra mắt để mà cung cấp cây giống, cây con cho cô chú anh chị nào mà muốn có cái dòng này. Thì đây là cái bộ đế nó nè. Từ cái dòng cây hồng phấn lá trung mà ra cái hoa như vậy thì phải nói là cực kỳ đẹp nha cô chú anh chị. Đó, hoa nó nè, rất là tươi. Đó, cái màu hoa rực rỡ. Giống như là hồng phấn lá trung thì cái hoa nó như thế này và cái lá nó cũng vậy. Thì ở chỗ anh Thành Phương sẽ cung cấp những cái bầu chiết, cành chiết. Thì cô chú anh chị nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp thẳng ở chỗ anh và đặt chiết ra những cái bầu con, nhánh con thì theo giá thương lượng nha cô chú anh chị. Và cái dòng này thì nó na ná như là cái thằng mỹ hường của từ dòng mỹ cam ra nha. Thì đây là cái mẫu hoa và tổng thể cái cây nhìn rất là đẹp. Đó. Thì ở chỗ anh cung cấp cây giống và thường like đấu giá trên Facebook. Còn nếu như anh em nào mà thiện chí muốn mua cái cá nhân riêng á, thì kính á, thì ở chỗ liên hệ chỗ số điện thoại của anh rồi kết bạn Zalo, anh sẽ gửi cái mẫu cây, cái dòng cây nó như thế nào để cô chú anh chị em có cái sản phẩm hoa mẫu đơn này về để mà trồng mà nuôi nha. Thì tất cả các tỉnh, anh chị em, cô bác, anh chị em các tỉnh về đây, Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, về đây để mà cũng như là giao lưu. Thì như cái clip trước đó mình chia sẻ, thì đây là một cái dòng đỏ sọc, đỏ hường sọc. Đây, cái sọc của nó nè. Thì cái clip trước mình chia sẻ thì hoa của nó nở rất là nhiều, anh mới đem về. Thì lúc này thì nó đã tàn rồi, mình xuống dịp này thì nó đã tàn rồi. Và cái lá nó giống như là cái thằng đỏ đổi màu của dòng lá trung đơn ta của mình vậy đó. Đó, nhưng mà cái màu nó hường. Thì hiện tại bây giờ cái cây này thì anh chị em cô bác có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ chỗ anh. Đây là những cái bộ chiếc, cành chiếc. Thì cái kênh mình luôn đi
những cái nơi, những vườn kiểng để luôn chia sẻ về cái nguồn cây giống hay là cây con, những cái vườn có liên hệ với mình thì mình sẽ đi. Như cái cây này, vườn sập này bữa hổm thì một cái búp này nó đã có hoa và bữa nay nó tàn, còn lại một cái hoa thôi. Những cái bầu chiết, cành chiết này thì được cô bác anh chị em đã đặt hết rồi và được bấm thẻ để sau này cây nó khỏe thì Thành Phương sẽ giao cho cô chú anh chị. Thì giá cả thì do cô chú anh chị sẽ tham khảo nha. Và mình sẽ quay sơ lược về một cái gốc Mỹ Bàn Nghệ mà bữa hổm mình chưa có dịp quay nhiều, thì hôm nay mình sẽ quay cận cảnh cho cô chú anh chị xem cái mặt hoa của nó. Mỹ Bàn Nghệ rất là đẹp. Thì chỗ anh Thành Phương nói chung thì chơi những cái sở hữu những cái gốc Mỹ Vàng, Mỹ Cam, những cái dòng độc lạ, những cái dòng lạ chứ mình không dám nói độc. Nói độc thì anh em có thể bắt bẻ mình, nhiều anh em lên rất là bắt bẻ nhiều chuyện, thì mình có sao mình nói vậy, mình chỉ chia sẻ, mình nói cái vấn đề về đề gì thì nó có lỡ lời hay là nó chưa đúng sự thật thì cô chú chị cũng thông cảm bỏ qua, tại vì mình cũng đam mê. Đây là Mỹ Vàng sập và cái gốc này thì rất là khủng. Đây. Tược nó lên rất là mạnh nha cô chú anh chị. Tán bàn chia cành rất là đều. Hiện tại chồi nó ở dưới lưng nó lên rất là khỏe. Đây, tổng cái phần bàn của nó. Cam thì cái bộ đế này bữa hổm thì mình cũng đã quay sơ sơ rồi. Nếu như có thời gian thì cô chú anh chị sẽ xem mình chia sẻ lại nha. Đây. Cái hoa của nó nè, cái tàn tự nhiên, bộ tán rất là xương, rất là dày. Nhưng mà tiếc có một cái là cái gốc này thì hồi xưa cô chú anh chị biết rồi, cái dòng mẫu đơn này lúc mà chưa thịnh hành thì cô chú anh chị biết là trồng bờ ao, bờ ruộng hay là cửa nhà làm hàng rào này kia, do chủ nhà không có nâng niu, không có cái thời đó chưa có ai mãi nên chặt cái tàn và chặt cắt ngang nguyên cái tàn nên nó ra một cái bộ dâm xương như vậy, nó còn yếu hơn so với cái thân chính của nó. Thì cái gốc này nếu như còn cái tàn mà riêng đó thì phải nói là cực kỳ đẹp luôn nha. Cái bộ đế nè. Đó, cái bộ đế rất là dữ thần luôn. Đây, mình sẽ quay sơ lược về cái cụ Mỹ Cam của anh Thành Phương đang giữ nha cô chú anh chị. Chỉ một cái thân này thôi là bằng một cái gốc của mình ở ngoài rồi. Chứ đừng nói chi. Thì cái gốc này gồm có 7 thân. 7 thân nha. Đây là cái thân chính nè. Đó, rất là đẹp. Thì mình sẽ đi ra xa mình quay cái tàn cho cô chú anh chị xem. Cái này thì chưa vô dây nhưng mà nó thành một cái cây dù luôn. Tàn quá đẹp. Quá đẹp luôn. Và những cô chú anh chị hổng gà, những người mà mới vào nghề, mới biết chơi thì chưa có phân biệt được Mỹ Vàng hay là thằng vàng lá chung bông đậm nha cô chú anh chị. Đây là Mỹ Vàng nè, nó nở cái hoa nè. Mình sẽ quay cận cảnh cho cô chú anh chị xem Mỹ Vàng chanh nha. Cái búp của nó nè, nó lên nó một cái màu xanh rất là đặc trưng nha. Đây. Xanh trong luôn. Nhưng mà cái lá nó thì nó là như vậy nè. Đó, cái lá nó là giống như Mỹ Cam. Thì cái gốc này thì hiện tại đang chiết ra những cành bầu này và sẽ giao cho anh em và cô chú anh chị nào mà đang đặt ở chỗ anh Thành Phương. Thì đó là một cái dòng rất là đẹp Mỹ Vàng chanh nha cô chú anh chị. Rồi, cái clip trước thì mình giới thiệu thì cái gốc Mỹ Cam nó bữa hổm thì nó có like ra một cái số mặt hoa là nó muốn lên Mỹ đỏ. Đây là cái cuống nó đỏ tươi luôn. Nhưng mà bữa nay hoa nó tàn rồi. Thì cái dòng Mỹ Cam này nó rất dễ đột biến ra thằng Mỹ đỏ nha cô chú anh chị. Đây, cái bộ đế nè. Đế cây này thì rất là bữa hổm mình quay thì nó bị khô nước nên nó bị khô. Đây, cái thà giò Mỹ Cam này thì nó muốn lên sọc luôn cô chú chị ơi. Thường Mỹ Cam á, nó dễ lên sọc lắm. Đây, mình sẽ quay cận cảnh cái sọc của nó. Đó, cái sọc của nó muốn lên hồng luôn. Vậy cái cây này thì mật độ hoa thì nó muốn tàn rồi. Có những cái rất là đẹp. Đây, nó lên sọc nè cô chú chị. Đây là tổng thể cái vườn rất là trồng rất là nhiều và rất là đa dạng những cái cây con mà anh đang dâm ra. Thì có một cái giống của Đài Loan hiện đại thì trên thị trường thì thấy bán cũng rất là nhiều, nhưng mà cái dòng này thì mình xin giới thiệu là cũng cực kỳ là hấp dẫn cho cái sắp tới nha. Nó có hai màu, màu đỏ và màu vàng.
thì người ta kêu bằng Phụng Hoàng Kim á cô chú anh chị. Như cái giống này thì cái lá này nó bầu, nó giống như đơn sen vậy đó, nhưng mà cái lá nó bầu và mặt hoa này nó muốn tàn rồi nên nó không giữ được cái màu, nó hơi tối thôi. Nhưng mà cái dòng này thì nó cũng giống như Mỹ Vàng Nghệ cô chú anh chị, nó cũng có muốn lên sập luôn đây. Đây mặt hoa nè, muốn lên sập đỏ luôn đây, cái cánh đó nè. Thì hứa hẹn cái dòng này cũng sắp tới nó cũng siêu hoa và nó cũng sẽ cực kỳ được ưa chuộng trên thị trường. Nó có hai màu, ở trong kia là một cái màu đỏ nữa. Thì mình sẽ quay sơ lược những cái cây con Mỹ Vàng, Mỹ Vàng Nghệ và Mỹ Vàng Chanh trong vườn của anh Thành Phương, sẽ gửi tới cô chú anh chị và những ai mà yêu thích thì có thể liên hệ nha. Đây là hai cái cây nãy giờ mình đã chia sẻ nè. Hai cái cây này là từ Hồng Phấn, mình thì do anh Thành Phương đặt tên là Nữ Hoàng Cam Sữa, còn đối với mình thì từ một cái dòng Hồng Phấn lá chung, nhưng mà nó ra cái hoa như vậy thì chắc có thể là nó là mình kêu nó là thằng Cam Sữa hay là sao được, do anh Thành Phương đã đặt ở chỗ đó. Đó thì đây là cái gốc mà để mà anh like, anh chia sẻ những cái giống Mỹ Vàng đó. Cái số điện thoại của anh là do bị clip rồi, mình sẽ để lại sau. Và đây là những cái gốc Mỹ Vàng ra bầu. Thì ra bầu là nó đang khỏe như thế này. Nếu như cô chú chị nào mà có Facebook hay là Zalo gì á thì có thể kết bạn qua Zalo, và những cái cây giống này anh sẽ đấu giá, và những cô chú chị nào yêu thích có thể liên hệ ở chỗ anh nha. Đây mình sẽ quay một cái hoa mà nhánh đã ra. Đây cái mặt hoa đó nè, hoa có Mỹ Vàng Nghệ nha. Đây còn cái búp luôn đó. Đây là những cái dòng hường, họ hường mà ghép nè cô chú anh chị, ghép lên một cái gốc như thế này thì giá thì cô chú anh chị có thể tham khảo chỗ anh Thành Phương nha. Đây ghép là hiện tại nó đang khỏe, là cái này là hường sọc thứ này nè đó. Rồi thì mình hôm nay mình đến đây mình review, mình chia sẻ những cái dòng, những cái cây đột biến của vườn của anh Thành Phương gửi tới cô chú anh chị xem. Thì nếu yêu thích thì hãy cho một like và hãy bấm đăng ký kênh để đón những cái video tiếp theo. Và mình cũng xin kính chúc cả nhà có một cái mùa xuân vui vẻ, thành công may mắn. Cuối clip cũng xin tạm biệt và hẹn gặp lại vào những cái clip tiếp theo. Mình sẽ cố phấn đấu để làm cho những cô chú anh chị mình là có cái niềm đam mê, và kèm theo đó là những cái tin tức hay là những cái dòng mới để gửi tới cô chú anh chị nha. Cây này Nữ Hoàng Cam Sữa này do anh Thành Phương đặt thì hoa nó cực kỳ sai hoa luôn, cứ lên chồi là nó ra hoa đó. Rồi xin chào và hẹn gặp lại vào những cái clip tiếp theo nha cô chú anh chị.